Không gì khổ bằng cảnh con thơ ốm sốt rôm sảy quấy khóc triền miên, và cứ vài ngày lại có một vài khách hàng đến nhà thuốc của mình để được tư vấn và bán thuốc. Và hơn ai hết, mình cũng đã từng làm mẹ và rất là thấu hiểu những cái nỗi vất vả của các ông bố bà mẹ khi mà phải chăm con thơ. Và do đó thì mình cũng dành rất là nhiều thời gian để mà tìm ra những cái sản phẩm mà nó an toàn với cái làn da nhạy cảm của các con trước những cái tác hại từ bên ngoài. Và mình cũng đã tìm hiểu rất là nhiều những cái sản phẩm bảo vệ da cho bé từ tinh dầu nè, sữa tắm này hay kem bôi mà. Nhưng mà cái muối tắm thảo dược Herbal thì đã khiến cho mình thực sự tâm đắc, và đây chính là cái sản phẩm mà bán chạy nhất nhì tại cửa hàng thuốc nhà mình. Muối tắm Herbal với thành phần tự nhiên như muối esom, chiết xuất tía tô, kim ngân hoa, tầm bóp, xài đất và tinh dầu tràm gió giúp làm sạch và làm mềm da, giúp da bé có được một cái làn da rất là mềm mại và sáng hơn. Và muối tắm thảo dược Herbal còn có khả năng làm dịu những cái vết côn trùng cắn và muối đốt, và giúp bé tránh khỏi cảm giác ngứa ngáy của rôm sảy và mẩn ngứa. Và tinh dầu tràm gió trong sản phẩm không chỉ làm ấm da mà nó còn giảm các triệu chứng về cảm lạnh, mà còn có tác dụng thư giãn giúp các con nhỏ sẽ có cảm giác thư giãn nhẹ nhàng ngay tại nhà. Và ngoài ra, muối tắm Herbal còn có tác dụng là diệt khuẩn, kháng khuẩn và giúp tăng sức đề kháng cho làn da nhạy cảm của bé. Và đồng thời sản phẩm cũng làm hỗ trợ làm lành và các vết thương rất là nhanh chóng. Có thể nghe đến đây thì các ba mẹ sẽ hơi lăn tăn về cái thành phần muối trong sản phẩm này, và muối esom trong sản phẩm này không phải là muối biển và không mặn và cũng không gây bít rít da. Do đó thì các mẹ không cần phải tắm lại cho các con sau khi mà tắm với muối tắm thảo dược Herbal. Và tinh dầu tràm gió thì còn có cái mùi thơm rất là lành tính, giúp các bé cảm thấy rất là dễ chịu và tránh được muỗi và côn trùng cắn. Và tràm gió thì còn có một cái tác dụng là giữ ấm, giảm ho, giải cảm và sổ mũi, viêm phế quản. Và với chiết xuất từ kim ngân hoa cũng có khả năng làm dịu và làm sáng da, giúp mà giảm sưng, mẩn đỏ và mang lại cảm giác rất là dịu, nhẹ cho làn da của bé. Và là một dược sĩ thì mình đánh giá cao sản phẩm này, chất lượng tuyệt vời mà giá thành thì cũng rất là phải chăng, và chỉ 5.000 đồng mỗi ngày thôi thì các con của chúng ta sẽ được bảo vệ tuyệt đối từ những cái sản phẩm dược liệu quý giá. Thì đây thực sự là một cái sản phẩm đáng để cho các bà mẹ bỉm sữa thông thái đầu tư cho sức khỏe của con đó ạ.